Xin kính chào các anh chị. Đây là một cái loại khóa on off. Thì khóa on off là cái loại khóa mà được sử dụng trên các cái chi tiết lắp ráp của các cái khung mặt bàn để cố định cái trượt vào trượt ra, hoặc là các chi tiết nắp cửa tủ, hoặc là các cánh cửa lùa trượt. Chúng ta sẽ sử dụng rất là nhiều các loại khóa on off như thế này. Thì về nguyên lý là sẽ có hai thành phần. Một thành phần đó là bộ chốt khóa, và thành phần còn lại đó là cái pad để mà chúng ta giữ cái thành phần tấm ván. Thì khi mà chúng ta đối, nếu mà đối với cửa lùa thì khi mà khóa lại thì nó sẽ giữ cánh cửa chúng ta, thì nó sẽ giữ cánh cửa chúng ta lại như thế này. Mà khi mà chúng ta mở ra thì ở đây nó sẽ có một cái nút, chúng ta bật lên thì nó sẽ nằm ở vị trí mở. Còn mà khi mà chúng ta gạt xuống thì nó sẽ khóa lại. Và khi khóa thì cái thành phần bát, cái thành phần móc này nó sẽ cố định và không có bị rung lắc. Thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà rất là nhiều các anh chị nhà máy gỗ sử dụng rất là nhiều. Thì tùy vào cái nhu cầu thì có thể là gia công màu đen, xi mạ AB hoặc là xi mạ kẽm bảy màu như thế này. Thì nguyên lý của loại này là phía sau sẽ có một cái lò xo, và khi mà chúng ta xoay cái lò xo này, cái pad nó sẽ trả cái thành phần pad sắt này về vị trí mở. Mà khi mà chúng ta siết cái tay nắm này theo chiều kim đồng hồ thì nó sẽ đưa cái pad sắt này về vị trí khóa gài, cũng khá là đơn giản. Thì khi mà chúng ta sử dụng các loại móc Artimon này thì chúng ta chú ý các cái chi tiết sau. Thứ nhất đó là cái loại này thì thông thường là đối với vị trí cái chốt on off này thì chúng ta sẽ đúc bằng Artimon. Đây là vị trí mà chúng ta sẽ có khuôn đúc bằng Artimon. Còn đây là vị trí mà chúng ta sẽ gia công đột dập, các vị trí gia công đột dập bằng khuôn. Thì khi mà sử dụng thì cái khóa on off này sẽ đảm bảo là chúng ta sử dụng cái vật liệu đúc cho cái chất lượng khóa on off khi mà vặn không bị vỡ. Nếu mà chúng ta tiết kiệm về nguyên vật liệu, sử dụng loại rẻ tiền thì cái khóa on off này vận hành không chất lượng. Thứ hai là trong quá trình triển khai các chi tiết khóa thì yêu cầu đó là khóa vận hành phải êm nhẹ như thế này, các vị trí tán UV phía sau phải chặt, và cũng như lò xo phải đảm bảo cái chất lượng mà khi chúng ta vặn siết nó sẽ không bị bung. Thì thông tin cụ thể các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc là các đại lý để nắm rõ thêm thông tin chi tiết. Sản phẩm này có kích thước là chiều này có kích thước là 58mm. Bề rộng là 33. Khi mà còn đây là thành phần bát sắt này 17 57 thì chủ yếu là mình đưa các thông tin về thông số để mà các anh chị nắm rõ, để mà lên cái bản thiết kế hoặc là nắm nguyên lý để mà chúng ta hiểu được cái cách vận hành, và từ đó lên ý tưởng để mà đưa các phụ kiện của chúng ta vào trên các cái công trình nội thất của các anh chị. Thì thông tin cụ thể các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Vina Hardware hoặc là các đại lý để nắm rõ thêm thông tin chi tiết. Xin cảm ơn các anh chị.